Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3 trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn km 194 300 qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe tải. Thông tin ban đầu, thời điểm trên xe tải biển kiểm soát 51C66511, lưu thông hướng Bắc Nam, khi đến đoạn km 194-200 qua thôn Liêm An, xã Hồng Liêm. Do phía trước có xe dừng vì ung tắc, nên tài xế giảm tốc độ cho xe đi từ từ để dừng chờ. Cùng chiều phía sau là xe tải 89C20568, xe thứ hai cũng giảm tốc độ theo xe 51C66511. Ít phút sau, xe tải biển kiểm soát 77C06075, xe thứ ba chạy đến và tông vào đuôi xe thứ hai. Sau đó, xe tải biển kiểm soát 79C06748, xe thứ tư do NNI, sinh năm 1983, ngụ Khánh Hòa điều khiển, tông vào đuôi xe thứ ba. Tại hiện trường, xe thứ tư bẹp nát phần đầu, cắm chặt vào đuôi xe thứ ba. Tài xế thứ tư tử vong, kẹt cứng trong cabin. Phụ xe của xe này bị thương, được cứu ra khỏi cabin và đưa đi bệnh viện nhận được tin báo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Điều tra vụ tai nạn, đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe cẩu cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang cố gắng kéo tách rời các xe để đưa tài xế tử vong đang còn kẹt trong xe ra ngoài.